Rồi, xin chào bọn con Thầy có nhận được một câu hỏi uh, của bọn con đó là Cho tam giác ABC cân tại A Cho tam giác ABC cân tại A Có góc A bằng 120 độ Thì thầy đã vẽ sẵn cái hình tam giác cân ra đây rồi Tương đối là chính xác nhá Thì cái góc A của chúng ta là 120 độ Bọn con phải nhớ cái đề bài Tức là phải gạch chân vào cái từ quan trọng này 120 độ và cân tại A Rồi trên cạnh BC lấy điểm M và điểm N sao cho MA thì vuông góc với AB. Đấy. Còn con phải để ý vẽ này. MA thì vuông góc với AB. MA vuông góc với AB bọn con phải đặt thước nhá. Đặt cái thước dùng cái vạch kẻ của cái thước vuông góc này này. MA vuông góc với AB. Đấy. Thì cái chỗ này nó sẽ là góc vuông này. Được không nào? MA vuông góc với AB. Rồi, NA thì vuông góc với AC. NA thì vuông góc với AC. Đặt cái vạch kẻ thước sao cho nó vuông góc. Đây. NA thì lại vuông góc với AC. Nhớ nha, đây có một góc vuông nữa này. Đó. Rồi, chứng minh rằng tam giác BAM tam giác b a m à, tam giác b a m bằng với tam giác c a n c a n như vậy đây là hai tam giác vuông tại vì người ta cho m a vuông góc với a -B mà đây m a vuông góc với a -B, thì tam giác bam a -M là vuông tại a vậy đây là hai tam giác vuông nhá thế thì ta xem nào rồi ở bài này thì bọn con cần nhớ những điều gì cần nhớ những điều gì Đầu tiên là gì? Khi mà nói đến tam giác cân ấy thì bọn con nhớ là một cái tam giác mà cân tại A thì bọn con suy ra điều gì ở đây? Bọn con phải nhớ là suy ra là AB bằng với AC. Đây là theo định nghĩa. Rồi bọn con phải suy ra được góc B bằng góc C. Cái này là theo tính chất của tam giác cân. Nếu mà quên ấy thì biết trong bình luận là bọn con quên chỗ này quên chỗ kia rồi thầy sẽ tìm cái video tương ứng với cái phần bọn con quên thì vứt cái link vào đấy cho thì bọn con xem lại là nhớ ví dụ con bảo là con quên tam giác cân là như thế nào rồi thầy tìm link thì vứt vào cho đây nhá tam giác cân là phải có như thế này rồi khi mà có góc a bằng trăm hai ấy thì ta lại có là góc a cộng góc b cộng góc c là bằng 180 độ định lý về tổng ba góc trong một tam giác thế góc a là 120 độ rồi thì suy ra góc b cộng góc c sẽ phải bằng 60 độ góc B cộng góc C bằng 60 độ, đúng không nào? Thế mà B lại bằng C. Vậy ta mới suy ra là hai góc này bằng nhau và mỗi góc sẽ bằng một nửa của 60 độ, đó là bằng 30 độ. Thì 30 cộng 30 ra 60 mà. Nhá, thì là 30 độ. Đấy, thì mình có thể ghi vào đây là 30 độ. Cho nó nhớ. Còn tí nữa mình trình bày sau. Được chưa? Thế rồi tiếp tục là gì? Khi mà nói đến chuyện xét hai tam giác bằng nhau, cần chứng minh hai tam giác bằng nhau thì bọn con phải nhớ các trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác thường thì có 3 trường hợp bằng nhau, đó là cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và góc cạnh góc. Rồi tam giác vuông, tam giác vuông thì cũng có các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông nữa cơ mà. Đúng không nào? Ví dụ như là cạnh góc vuông cạnh góc vuông này, cạnh góc vuông góc nhọn này, cạnh huyền cạnh góc vuông này và cạnh huyền góc nhọn. Thì và khi mà bọn con phải nắm chắc lý thuyết cái phần hình này thầy thấy bọn con đang lơ mơ một chút và thấy hoang mang, giống như là bị mất gốc ấy, đúng không nào? Nên là các bài như thế này sẽ cảm thấy khó. Còn khi mà bọn con học hệ thống từ đầu rồi, tất cả phần lý thuyết bọn con nắm chắc và làm được các bài tập cơ bản, dần 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 nâng cao lên thì phần hình này nó không có khó đâu. Đấy nhá. Thì ví dụ tam giác bằng nhau bọn con phải nhớ, rồi tí nữa chứng minh tam giác cân thì thì lại phải nhớ thế nào là tam giác cân, rồi muốn chứng minh tam giác cân thì làm cái điều gì? Nó phải chắc về mặt lý thuyết. Thì mình đọc đề bài mình mới hiểu là mình cần làm cái gì Rồi bây giờ thầy sẽ đi vào cụ thể cái lời giải Được chưa nào Đầu tiên mình sẽ nói thế này Vì tam giác ABC cân tại A Và có góc A bằng 120 độ Nên nên ta có là AB bằng AC Và góc B bằng góc C Ta viết cái điều này ra bởi vì tam giác cân thì ta suy ra điều đấy. Cái điều bằng nhau này là do định nghĩa này, tam giác cân là hai cạnh bằng nhau. Còn cái góc bằng nhau này là do tính chất này, tam giác cân thì hai góc ở đáy nó bằng nhau. Nhá, cái này theo sách giáo khoa thôi bọn con viết ra là xong. Có thích thì giải thích ra thôi là theo định nghĩa, theo tính chất, còn không thì thôi cái này nó cơ bản. Xong, tiếp tục nữa này. Vì A cộng B cộng C là tổng ba góc trong một tam giác thì bằng trong 80 độ. Nếu thích thì giải thích vào đây là định lý tổng ba góc trong tam giác. Cái này nó có một bài trong sách giáo khoa là tổng ba góc trong tam giác mà. Nhá. Thế thì bọn con thay vào đây 120 độ cộng với góc B cộng với góc C bằng 180 độ thì suy ra góc B cộng góc C là bằng 60 độ. Xong bọn con lập luận là mà góc B lại bằng góc C. Nên là bây giờ góc B nó phải bằng góc C và bằng 30 độ trình bày vào bài thì bọn con trình bày như thế nhá xong cái việc tính toán bây giờ mình mới xem xét hai cái tam giác này BAM BAM thì nó vuông tại A mà lại có AB bằng AC mình đánh dấu vào nữa AB bằng AC này hai góc 30 đánh dấu vào này đấy thế và CAN thì đây là hai tam giác vuông mà có cạnh góc vuông giống nhau rồi, cạnh góc vuông bằng nhau rồi. Xong lại có góc nhọn nữa. Thế là đây là trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, cạnh góc vuông, góc nhọn. Vậy mình sẽ trình bày thế này. Ý thứ nhất này, ý thứ hai này, bây giờ ý thứ ba. Ý thứ ba nó vào câu 1 luôn chứ nhỉ? Câu 1 luôn đi. Xét hai tam giác vuông xét hai tam giác vuông. Đó là tam giác BAM và tam giác CAN mở ngoặc đều là vuông tại A. Mình nói rõ nhá, đều là vuông tại A. Thế xong rồi có cái gì? Đối với tam giác vuông mình chỉ cần nói hai điều kiện thôi, đó là có AB bằng với AC mở ngoặc do tam giác ABC cân tại A. Mình giải thích rất chi tiết rồi đấy, là không có ai bắt bẻ gì được luôn. Tiếp theo là lại có cái gì? có góc ABM bằng góc ACN bằng 30 độ mở ngoặc chứng minh trên. Đấy, thì sau khi có cái điều này xong hết rồi thì mình bắt đầu vào bài mình viết tiếp sang bên này. Đấy, thầy viết sang bên này cũng được nhá. Viết tiếp cái câu 1 sang đây. Từ đây ta mới suy ra tam giác ABAM bằng tam giác CAN mở ngoặc cạnh góc vuông cạnh góc vuông gạch ngang góc nhọn tức là mình nói đến cái trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông thế thôi xong câu một rồi vậy kết luận câu một tam giác BAM bằng tam giác CAN xong đúng chưa rồi bây giờ ta mới đi vào câu 2 câu 2 thì thầy phải xóa cái đoạn này đi nhá xóa cái đoạn này đi. Rồi, xóa cái đoạn này đi. Để ta nói với nhau câu 2. Rồi, bây giờ câu 2. Người ta bắt chứng minh cái gì? Bắt chứng minh tam giác ABN là cân. Đây ta nhìn đi. ABN là cân. Thế ta nhìn xem nó cân ở đâu? Thì với cái hình này thì tam giác này ta thấy cạnh này nó dài nhất góc này là góc tù rồi đúng không góc này là góc tù vậy chắc chắn nó phải cân tại n đấy thế chứng minh cân thì nó có hai hướng chứng minh cân thì nháp vào đây nhé chứng minh tam giác cân thì nó có cách một là chứng minh cạnh bằng nhau để viết tắt hoặc cách hai là đi chứng minh góc bằng nhau thế ta lựa chọn xem nào ở cái bài này chứng minh cạnh bằng nhau à thì không thấy có dấu hiệu nào để chứng minh cạnh này bằng cạnh này cả Mặc dù là xem nào Mặc dù là cái cạnh này thì nó bằng cạnh này đấy Đúng không? Nó cũng hơi lằng nhằng Thầy nghĩ là nó hơi lằng nhằng Bây giờ ta hãy đi chứng minh góc bằng nhau thì dễ hơn Tại vì trong bài này có rất nhiều góc Đề bài cho góc 120 độ nhá là góc A Xong mình lại cho vuông góc nữa là có hai góc 90 độ nữa Xong mình lại còn tính được BC là 30 độ nữa Mình có rất nhiều góc Đúng không nào? Vậy mình sẽ chứng minh góc Thế bọn con nhớ lại cho thầy xem Có phải là cái góc to này là 120 không? Góc to này là 120 Thế mà Cái tam giác NAC Đây này, NA vuông góc với AC kia kìa Thì ta lại có cái góc vuông ở đây không? Đấy Góc vuông này này, NA vuông góc với AC Thế thì cái góc này nó phải là bao nhiêu? Đúng không nào? Nó phải là 120 trừ 90 Còn 30 Đúng không? Thế thì câu 2 mình trình bày thế này. Câu 2 này, vì góc BAC là bằng 120 độ. Giả thiết góc NAC bằng 90 độ. Giả thiết. Đúng chưa? Mà N thì lại thuộc cạnh BC. Thuộc cạnh BC. Nên NA hay là AN đi cho nó chính xác cái tia AN ấy nên tia AN nằm giữa nằm giữa AB và AC mình phải nói một cái tia nằm giữa để làm gì để mình cộng góc cộng góc tức là thế nào khi đó thì mình mới có góc BAN cộng NAC bằng BAC. Mọi con nhìn đi. BAN là cái góc này này, góc dấu hỏi này này. Cộng với NAC thì bằng BAC. Đó thế thôi, đúng chưa nào? Thế thì BAN là mình chưa biết. Cộng với góc 90 độ thì bằng 120 độ. Vậy thì bọn con tính ra đây là BAN sẽ bằng 120 trừ 90. Và ra đây là BAN bằng 30 độ. Thế khi mà có BAN bằng 30 độ rồi thì cái góc dấu hỏi này là 30 độ này. Cũng là 30 độ. Thì bây giờ mình mới nói thế nào? Tam giác tam giác ANB có có góc ABN bằng 30 độ, mở ngoặc chứng minh ở câu trước. Đúng không nào? Thế lại có gì? Có góc BAN bằng 30 độ chứng minh trên vừa chứng minh xong vậy từ hai điều này suy ra tam giác ANB là cân ở ở n đấy cân ở n thế thôi nhá rồi tương tự cái tam giác AMC cũng vậy đây này tam giác AMC thì cái góc này cũng là 30 bởi vì mình lấy trăm hai trừ đi cái ông 90 ở bên này này trừ đi cái ông 90 vuông bên này thì nó ra góc này 30 góc này 30 góc này 30 thì rõ ràng là tam giác cân rồi nhá thì đoạn sau này mình cũng không cần phải trình bày hết ra đâu mình sẽ ghi là tương tự ta có à, góc MAC bằng góc MCA và bằng 30 độ nên suy ra tam giác AMC cân tại M nhá. Đấy, cần tại mở. Thế là xong. Xong cái câu số 2. Được chưa nào? Đấy, bọn con học phần hình học lớp 7 này này mà muốn làm được bài ấy là nó phải rất hệ thống. Mình nắm chắc kiến thức từ đầu đến cuối từ những điều dễ cho đến những điều nâng cao dần lên. Cứ xem đi rồi thiếu phần nào hoặc thấy khó hiểu phần nào thì viết xuống phần bình luận thì sẽ hỗ trợ.